là bên đề mẹ. Tại sao? Vì sao? Con chúc mừng sinh nhật hả? Chúc mừng sinh nhật mẹ. Đi giúp anh chị thôi. Nắng quá đổ mồ hôi luôn. Có thấy con vô nắng quá đổ mồ hôi luôn hả? Gan chút hết. Ta cười kìa, ta cười kìa. Đi đàng hoàng á.